Dạ, em chào anh chị Minh Huy của chú Minh Phương của em. Dạ, bữa nay thì em quay cái hội thao truyền thông năm sau lần thứ 6. Quay cho anh chị với cô chú Minh nhà coi chơi. Hôm nay ngày 10 tháng 1 2022 tại đô thị sinh thái năm sau Five Star Eco City hướng tới chào mừng năm mới, đồng thời tiếp nối với phát huy phong trào thể dục thể thao suốt nhiều năm qua của Five Star Group. Chúng ta hân hoan tổ chức hội thao truyền thống năm sau lần thứ 6, một sân chơi lành mạnh với tinh thần tăng cường sức khỏe, nâng cao sự đoàn kết, gắn bó cán bộ nhân viên của Five Star Group, công ty thành viên và các đối tác. Để chương trình khai mạc được diễn ra trọng thể, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Đường, tổng giám đốc Five Star Group có đôi lời phát biểu khai mạc. Trân trọng kính mời. Em đi vòng vòng nha anh chị, đi quay đây là những đội bóng. Dạ, dạ, còn bên đây là hội chị em đi bộ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa các vận động viên, quý trọng tài, các cổ động viên cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên tập đoàn Thế Nam Sao. Lời đầu tiên thay mặt ban lãnh đạo tập đoàn Thế Nam Sao cùng ban tổ chức, tôi xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, tập đoàn Thế Nam Sao từ khi thành lập đến nay với phương châm đoàn kết làm nên sức mạnh, công ty thường xuyên tạo ra môi trường để gắn kết giữa các nhân viên cũng như thể hiện sự quan tâm của công ty đến chất lượng đời sống tinh thần và sức khỏe của người lao động. Rồi, mắt nắng là trời rất là mát luôn á anh chị. Thể dục thể thao. Bóng đá, tăng ít, bóng bàn và đi bộ thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của toàn thể cán bộ công nhân viên của đoàn Thế Nam Sao, trở thành ngày hội truyền thống của đoàn Thế Nam Sao. Việc duy trì tổ chức liên tục thể thao qua các năm cho thấy sự quan tâm của ngài chủ tịch Trần Văn Mười đến sức khỏe, đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên. Năm 2021 là thời gian cực kỳ khó khăn khi toàn thể giai đoạn gặp vấn đề về sức khỏe do đại dịch Covid mang lại, càng cho thấy tầm quan trọng của việc rèn luyện sức khỏe. Tôi hy vọng rằng thông qua hội thao truyền thống năm nay không chỉ mang lại tiếng cười, niềm vui, năng động đến cho từng cá nhân mà còn tiếp thêm sức mạnh để cho mọi người cùng rèn luyện sức khỏe, không ngừng nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp phát triển bền vững của toàn thể năm sau. Đầu quá. Và hôm nay là em hát. Em bên ngãn đi bộ hay gì phát? Rồi, chúc xíu anh với em đi bộ. Anh phải bản em luôn. Nên hôm nữa, chúc quý vị đại biểu, quý khách quý, các vận động viên luôn dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong thời gian sắp tới. Chúc cho hội thao thành công. Tao có nhậu sao tao không có. Hội thông, trong hội thao truyền thống năm sau, diễn ra thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Trân trọng cảm ơn lời phát biểu hùng hồn của ông. Và bây giờ, để giải đấu của chúng ta được diễn ra hiệu quả, tốt đẹp, thay mặt ban tổ chức, tôi xin mời ông Phạm Đình Cường, Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn, lên đọc qua điều lệ hội thao. Kính thưa lãnh đạo của công ty thành viên liên danh liên kết tập đoàn Thế Nam Sao và FHB là đối tác và toàn thể các vận động viên, thay mặt cho ban tổ chức tôi xin thông qua điều lệ hội thao năm sau truyền thống lần thứ 6. Mục đích là nghĩa tôi với các chị trí đứng thể chính của cán bộ công viên thời gian nói thông qua sự kiện tạo không khí vui tươi phấn khởi, tinh thần đoàn kết gắn bó với thành viên trong tập đoàn, giữa tập đoàn công ty thành viên và các đối tác,
tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thể thao trong tập đoàn, các công ty chi nhánh trực thuộc, xây dựng đời sống văn hóa, môi trường làm việc lành mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của tập đoàn, giữ gìn tôn tạo và phát huy các môn thể thao truyền thống dân tộc gắn với bản sắc văn hóa của địa phương. Yêu cầu hội thao phải thu hút được sự đông đảo cán bộ công viên tập đoàn, công ty thành viên chi nhánh trực thuộc tham gia, những khối hợp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời hội thao phải được tổ chức một cách hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương hình thức, đảm bảo tiếng nói chung của tập đoàn, sự đoàn kết, tính trung thực, khách quan, tiết kiệm, chống lãng phí. Nội dung các môn thi đấu: hội thao bao gồm ba nội dung thi đấu: môn thể thao bóng đá, tennis, đi bộ. Hình thức thi đấu đối với môn bóng đá, bốn đội thi đấu theo hình thức quạng trực tiếp, dự kiến bốn đội bóng bao gồm Fai Tai Group, FC Thế Xanh, FC Viên Quân Văn Hóa Quảng Điền, khán giả làm FC SHB chi nhánh Long An, hai đội thánh khán giả nhất nhì, hai đội thua khán giả. Vấn đề khán giả đối với môn đi bộ, vấn đề là anh lái máy bay để đăng ký cung đường thi đấu xuất phát từ tổng vụ Fai Tai. Hello, nick các bạn. Đội Lạc Dương vòng qua vòng xoay trước trung tâm hội nghị quốc tế và chăm sóc khách hàng. Qua đại lộ Liên Trường hướng ra cổng chính về lại cổng nội vụ, qua trục đại lộ Liên Trường. Mẫu nào? Đại lộ Lạc Dương. Giải thưởng. Đấu ngoài đồ nào? Thi đấu theo hình thức ngoại trực tiếp. Người chạm đích đầu tiên sẽ đạt hạng nhất, tuần tự cho các giải nhì, ba và khuyến khích. Đối với bộ môn tennis, nhìn theo số lượng đăng ký thi đấu theo hình thức ngoại trực tiếp hoặc chia bảng tranh giải nhất, giải nhì và giải ba. Kinh phí và cơ cấu giải thưởng, kinh phí ngân sách của tập đoàn, cơ cấu giải thưởng như sau: bộ môn bóng đá, một giải vô địch trị giá 10 triệu đồng, một giải nhì trị giá 5 triệu, một giải ba trị giá 3 triệu, một giải fair play trị giá 2 triệu, một giải vô quan lưới 2 triệu đồng, một giải cầu thủ xuất sắc 2 triệu đồng. Bộ môn đi bộ, giải nam, một giải nhất trị giá 3 triệu đồng, một giải nhì trị giá 2 triệu đồng, một giải ba trị giá 1 triệu đồng. Một giải nam giải nhất trị giá 3 triệu đồng, một giải nhì trị giá 2 triệu đồng, một giải ba trị giá 1 triệu đồng, năm giải khuyến khích trị giá 500 nghìn đồng. Môn tennis giải đôi, một giải nhất trị giá 5 triệu, một giải nhì trị giá 3 triệu, hai giải ba trị giá 5 triệu đồng. Một giải nhì trị giá 5 triệu đồng. Các đội tham gia thi đấu phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của ban tổ chức và sự điều khiển của trọng tài. Đội nào hoặc đội nào chống đối thì được hưởng.